Hello, chào các bạn nhá. Hôm nay mình vừa thửa được một cái máy ép nước mía. Vì là thấy ở trên bản của mấy anh ấy là mía rất là nhiều mà các em phải hay gặm mía ấy. Đấy, bác Thiên Lôi là cũng hay đi gặm mía ở giữa đường đấy. Thì hôm nay vừa thửa được cái máy đây rồi. Tí nữa mình đang chuẩn bị trên đường nên mình đi tặng cho cái máy này, là mình sẽ tặng cho anh Dũng của bên ẩm thực tình thương để anh Dũng đi vào trong bản để đi ép nước mía để cho các cháu ở trên bản thưởng thức nước mía. Mía ở trên đấy nhiều vô kể luôn. Bây giờ là mình đang đi qua cái cửa hàng bán đồ chơi đây, thì mình sẽ tiện vào mình mua thêm một ít đồ chơi. Một ít đồ chơi cho các cháu như lần trước ở cái khu mà vui chơi đấy, thì là bây giờ để mình vào xem có những cái gì ở trong đồ chơi này là mình sẽ mua cho các cháu một ít. Và trong này là họ người ta không cho quay ở trong này, thì là tí nữa thì là mình sẽ mua ra như thế nào thì là tiếp tục. Rồi, ok các bạn nhá. Và trong đấy chả biết mua cái gì cả, thì mình mua chục con thú nhún này để cho các cháu ở dưới bản luôn. Thì ở trên này thành phố đây thì mình chỉ thấy các trẻ em nhà giàu thì người ta mới được mới mua cái này để về để chơi cho con chơi thôi. Còn tất cả các bạn thì mình hầu như là chưa nhìn thấy là chơi bao giờ. Giờ mua cho các cháu thưởng thức để xem các cháu thế nào. Đấy, nó có máy nước mía này. Một đội vừa được con này. Đi đường nó bay mất. Giờ này có hành trình xuống dưới đấy 70 cây các bạn nhá. Rồi, giờ là chúng ta đi để xem là cái các cháu, niềm vui của các cháu là vui mừng đến đâu mà khi nhận những cái món quà là chắc là lần đầu tiên trong đời sẽ được chơi cái này. Vamos. Ok các bạn nhá, mình đã đến tới bản rồi. Ôi đừng ngồi đấy à. đi ra đây về hộ cái quà vào cho các cháu ấy. Mệt à? Ôi này, ông lại chui vào bếp đấy. Kiếm đang ăn à? Ôi, lên mấy giờ đến? Ok, nô chào bạn nha, mình tên Đông Manu. Vừa ăn trưa ở bên ẩm thực. Ok, hello chào các bạn nha, mình tên là Cá Cá này. Đây là Tiến Baby này. Tiến Baby. À Baby. Ôi, anh em bây giờ là giờ mấy anh là bao gì đấy? Mua ít đồ cho các cháu. Toàn đồ rừng này, nhiêu này. Ôi, con này con gì đây? Nắm sừng này. Cái này lên đây, con nuôi đó con này. Tên bản nó kiểu những con này đây các bạn ạ. Chị à? Về Bravo. Học Lại hay. Rồi mình mà ngồi lên. Mình chống chân với mình. Đóng nghe. Đi vào trong này. Cao mà. Vai lá tu. Cái này mà mình để mình ngồi thẳng thắn ra chắc ngoài ruột. Đây máy nước mía đây tí kỷ niệm rồi cho Dũng đây. Đó nó có cả máy nước mía nữa. Thế có cái gì nữa không? Có cái gì không? Đây là bên ẩm thực tình thương. Bên nông nghiệp chưa có gì à? Bên nông nghiệp chưa có gì. Chắc là có cái ống ống râu đấy. Đáng ta anh em ta mới đấy, tòa gì để kiếm nhà phải chợ. Không có cái tòa gì à? Vui. Ai ra mày ấy. Như quà này là như nào? Cái này là tặng cho các cháu ở đây. Bạn tặng cho các cháu ở đây hả? Không phải để hoặc dao đây. Không phải. Cái này là mình mua để tặng cho các cháu, vì đợt trước là mình cũng định làm cái cầu bập bênh. Cái bập bênh ở đây, nhưng mà cái bập bênh nó bằng cái thanh gỗ nó to quá, nó bập bênh nữa, mà các cái cháu nhỏ như thế này mà
mà chơi thì khả năng là nó đập vào chân thì là nát chân. Thế nên là mình hôm nay là mình chuyển hướng sang là mua cái này để cho các cháu chơi nó nhẹ nhàng hơn. Đấy. Cavalo. Ui rồi mũ đây cũng phải dặn đi thôi. Bác phải dặn đi thôi. À quên mất không mua cái mũ. Đấy, các bạn nhá, bây giờ đệ cứng của mình. Mất vào đi. Đấy, thì nó cho ngồi chẳng có một tí đi. Cái này là mỗi cháu có một tí thôi. À, ấy là Vích, Vích cho đi rồi. Bê nó đi già. Cái này như kiểu bạn mua thì kiểu công nghiệp, xem mà con nào cũng béo thế này. Hả? Cái này nuôi công nghiệp à? Nuôi công nghiệp rồi. Hả? Cái này xong là tí nữa, khi nào mà chơi xong thì bỏ và bỏ cắt ra nhà. Đất vào trong nhà. Đúng rồi. Giờ rửa đi xong cắt vào trong nhà, xong là quả là bỏ ra cho chơi. Không, thế phải khả năng phải cắt ra nhà. Cắt ra nhà. Cắt ra nhà ơi. Đi đâu vậy? Cắt ra nhà. Quay đầu. Hả? Cưa sáng là để nói cắt ra nhà là đưa ra cho mấy em này chơi. Xong là chiều cất đi. Cái vấn đề này là mất này. Rửa. Cất vào trong nhà, cắt tay nhà đây này. Quan tù. Vừa dặn em cắt tay nhà là khi nào mà anh các em bé chơi xong vào buổi chiều ấy thì là cất vào trong nhà em cắt tay nhà. Đúng rồi. Nhảy có kể luôn hả? Thích không? Thích ạ? Thích lắm. Thích. Con thích lắm. Nói to đi nào. Con thích lắm. Nói đi. Con thích lắm. À. Chú Đông có thích không? Chú thích lắm. Ra đây chơi này. Có kể luôn. Rồi. Ê, các cháu nhảy vừa nó rồi chuột. Cái này là chỉ có trẻ em trên người ta mua về cho con chơi thôi, chứ còn điều kiện nó mua. Ô ba cắn năm sạc. Ok rồi.
vẫn đang kêu. Biến rồi. Đã theo gì? Xong rồi chia nhau ra chơi nhá. Đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây, rồi đi ra đây. Đang ủ mưu đấy, đang cầm về nhà. Đang đi cất về nhà. Đang ủ mưu hai ông đang bàn nhau này. Hay là tao mà đi về nhà đi. Hả? Đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Đi. Đi ra đây. Thôi, mày về nhà nào. Senta. Tá aqui, tá aqui. Ai, deixa aí. Rồi, chạy đi. Força. Không chưa bảo ấy cất về nhá. Các tại nhà cất về nhá. Để anh em đi về để thử cái máy nước mía cái. Tinh đét. Hả? Thì sáng, rồi thôi tôi dặn cắt ra nhà rồi. Để sáng là bỏ ra cho các em chơi. Tối cắt đi. Để ngoài mất nhà. Rồi, okay. Nhà quăng. Thôi bây giờ là anh em lại di chuyển về nhà để chạy cái máy ép nước mía của đưa cho anh Dũng ấy để xem tình thế nào nhá. Đấy, lớn là chơi kiểu của lớn mà bé là chơi kiểu của bé luôn các bạn ạ. À, đã có vụ ẩu đả xảy ra để ta xem cái vụ ẩu đả thế nào đó. À, xòe rồi. Đâm nhau rồi. Này không biết bao giờ thì hỏng đấy. À, đây có em cắt tay nhà là đang phân chia nhau, mỗi người chơi một tí. Đâu rồi? Mũ hồng trốn đâu rồi? À đây, úi rồi. Một mình một góc đây. Vai yoga. Nguyễn Lôi vai yoga đi. Yoga đi. Đi xem nào. Chào các bạn đi. Rồi, cảm ơn các bạn. Nhìn vào đây. Nhìn vào đây cơ mà. Nhìn vào đây cười cái nào. Cười. Ri nào. Cái nền. Có thích không? Thích lắm. Con thích lắm. Rồi. Úi giời. Ôi trời ơi. Đây, hãy đến okay, các bạn nhá. Giờ đã về đến nhà đây rồi thì cái này là tặng cho anh Dũng ở bên ẩm thực Tình Thương chào một bạn cái nhá. Máy pha nước mía, à máy ép nước mía. Máy ép nước mía. Rồi. Mà cái này. Ok chào bạn nhá. Mình quan dùng nhá. Ok, ơi cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Thế nên là các em nhỏ rất thích mọi người. Đấy thì không em nhỏ này rồi là xây cho các chú rồi là các người bà con thích bản chúng mình xây hết. Cái máy này thì anh cũng cái này là của anh bạn anh cho anh. Đấy, cho ta rửa trước, cho ta rửa trước. Rửa đây, ok. Đây mà, cái này là của mình có một anh bạn anh cho mình không dùng đến thì mình tặng lại cho. Rửa máy đi. Rửa cái máy nước nó vào giấy rồi. Rửa sạch đi. Rồi, ok các bạn nhá. Bây giờ là test thử. Vừa rửa xong cái máy nước mía sạch sẽ rồi anh em thử làm nghề bán nước mía cái xem như thế nào nhá. Đây.
Cái máy này bình rất hiện đại nhé, này khô do luôn. Đây do biển này khô. Em thử. Có thứ để đổi đó. À đấy. Đây. Chỗ này. Ui, cái này nhiều này. Cả một tí cũng không nhiều. Các bạn. Ê. Dí vào. Hai cái này to quá. Để các bạn. Chạy đôi ra. Thế nào to quá chảy đuôi ra không là cuốn mô tơ. Anh em mình ra đi vào uống thử hả? Bây giờ là đi vào uống thử lắc nữa không? Đây, 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 đây,
Thấy ơi, các bạn ạ, ăn mì thì nhiều nhưng mà chắc là lần đầu tiên đủ nước mì mọi người. Lần đầu tiên là uống nước mì ở Angola đúng không? Angola là 17 năm rồi mọi người ạ. Lần đầu tiên đủ nước mì. À, mà cái đấy bỏ thì chanh được. Ra mình ngọt. Mình ngọt cho bớt. Bớt cái ngọt đắng này. Đắng bỏ. Ngọt đây. Khổ luôn mọi người. Thấy ơi. Đấy, một lần mà khổ luôn. Con tỷ nào rồi cả. Cả em nhỏ rất rất thích món này mọi người. Món trẻ khả này rất thích. Ôi nhá, bây giờ ok, thay mặt mọi người, thay mặt tím Lê Linh Thương cảm ơn chị rất nhiều. Mình sẽ bàn giao cái máy nước mía này cho anh Dũng và để cho anh đi phục vụ bà con, phục vụ các cháu ở trên bản nhá. Ok. Và bây giờ là máy là chạy ok nhá. Ok, em sẽ bảo quản tốt. Bảo quản tốt đấy, cho bình quản lên còn còn uống đấy nhá. Ok. Rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Vâng. Dạ. Bây giờ anh phải đi về đây. Ok. Buồn lên. Dạ. Tranh thủ tí buổi chiều thôi. Mình cũng tranh thủ tí buổi chiều để đưa các đồ lên cho các cháu rồi là đưa cho anh Dũng cái máy nước mía này để anh phục vụ bà con thôi. Bây giờ mình phải đi về đây. Đúng chưa mọi người? Rồi. Ok, chào mọi người nha. Nha. Ok, chào các bạn.